đồng chí bao ôn lại những tháng năm gian khổ chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở Bắc Cạn để kể lại cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Cạn về sự kiện đáng nhớ ngày Bác Hồ đến thăm đội thanh niên xung phong 312. Cán bộ tỉnh đoàn Bắc Cạn xúc động và coi bài nói chuyện của đồng chí Bao là tư liệu lịch sử sống, góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay. Ngày 20 tháng 3 năm 1951 thì được Bác Hồ đến thăm. Thăm là tại vị trí này, mà vị trí này báo cáo với các bác, với các đồng chí là ở cái phía bên này là núi, là rừng rậm chứ không phải là quang như thế này. Thế thì tại cái vị trí này là Bác Hồ đến thăm. Bác Hồ đến thăm thì như thế này, đến chiều thì báo tin là tối hôm nay có phái đoàn đến thăm. Thế thì anh em phán đoán là không biết phái đoàn là ai, chứ cũng không bao giờ dám nghĩ tới là có Bác Hồ đến thăm. Thế thì đến tối đến thì là 7 rưỡi. Tối hết ngày rồi. Nhân chứng lịch sử vẫn còn ngồi đây cả. Thế 7 rưỡi thì là Bác Hồ đến thăm. Đến thăm thì là bác mới hỏi các cháu là thanh niên xung phong ở đâu. Thì mới báo cáo với bác là chúng cháu ở Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc lên đây mất mấy ngày. Thế thì có anh em thì nói mất 3 ngày, anh em nói 6 ngày, anh em nói 4 ngày. Thế bác bảo là như thế là các cháu đi là chậm. Bác đi bộ một tối, một đêm ấy, là bác đi được 40 cây số. Thế mà các cháu từ Vĩnh Phúc lên đây mà đi 4, 5, 6 ngày thì như thế là các cháu đi chậm. Đấy là đi bộ. Đi bộ thì đi qua cái đường đèo Kháng Nhật, rồi sang bên Thái Nguyên, rồi lên trên, lên luôn ở trên này. Thế thì cái cầu Nà Cù lúc bấy giờ thì xin báo cáo các bác là không phải là cái cầu bê tông cốt thép như bây giờ. Cái cầu là cái cầu gỗ. Thế thì như vậy là cái đường này nó phá ban ngày. Ban ngày thì nó bỏ bom đủ các loại bom, bom bướm, bom bi, bom nổ chậm, rồi bom nổ tại chỗ, nghĩa là rất nhiều. Thế thì thanh niên xung phong là cứ đứng ở trên các cái núi cao kia theo dõi đếm nó thả bao nhiêu quả bom, bao nhiêu quả nổ, còn bao nhiêu quả thì là lúc ấy biết là để mà tháo. Thế cái thứ hai là ban đêm ấy, thì báo cáo các đồng chí là lúc ấy là nó sẵn nữa, bây giờ thì không thấy có rừng nữa, rừng giang, lúc ấy giờ rừng nữa, rừng giang nhiều lắm nữa. Thế thì cứ đêm thì thắp đuốc sáng rực, thắp đuốc là làm thì báo cáo không chỉ là không cơ giới như bây giờ, làm hoàn toàn bằng cuốc bằng xẻng và đang cái kỳ hai một người đứng ở trước về hướng sau xúc đất hết hết xuống địa như thế này thôi. Thế này dọn tất cả những cảnh cây bỏ phá là như vậy là lại cầu. Thế một hôm như thế là mưa lũ, mà đây báo cáo thậm chí là đã mưa thì nước suối ở đây nó lũ mạnh lắm, thì bây giờ thì không biết, thì lúc ấy nó lên rất nhanh. Thế thì nó trôi cái cây cầu đó, Vũ Việt Thông thì là người lao theo cái dòng nước sông chảy xiết như thế. Vũ Việt Thông là chiến sĩ đưa rồi toàn quốc thì bám lại được cây cầu, xong đó thì gọi hô anh em lao xuống. Thế anh em thì cái dân gọi là dân sợ không gần sông lô mà sợ sông nước không dám lao. Thế xong Vũ Việt Thông mới bám được cái cầu đó thì là đứng ở trên cái chỗ nước nó sợ nâu mới hô xung phong. Thế là anh em xung phong lao hết xuống xong rồi cứ vít theo suối các cái cành cây để giữ được cái cầu Nà Cù lúc bấy giờ. Thế là tiếp tục là lại làm cái cầu bằng gỗ để cho xe nó chạy, thì cái cầu ấy nó ở cái khu dưới này, cái cầu Nà Cù nó trên này. Thế cái vị trí này, chính cái vị trí này là vị trí đóng quân. Cái vị trí này là vị trí thanh niên xung phong của 312 đóng ở đây. Thế đấy là tôi nói tóm tắt mấy cái thôi. Một là bảo vệ cái phà của thị xã Bắc Cạn đây này, và một cái phà ở chợ mới Bắc Cạn. Thế và bảo vệ cái cầu Nà Cù. Đấy tôi còn nhớ, toàn nhớ như thế đấy. Thế thì báo cáo các đồng chí là nó lâu quá rồi. Thế bây giờ trở lại thì thấy nó thay đổi ghê gớm lắm. Thế Bắc Cạn thì báo cáo các đồng chí lúc bấy giờ rất nghèo. Dân Bắc Cạn thì lúc bấy giờ chúng tôi ở trên này thì Bắc Cạn chỉ có 7 vạn người thôi. Có 7 vạn người mà ăn tất cả lương thực hoàn toàn phải tiếp tế ở dưới chùi dưới Thái Nguyên lên, chứ Bắc Cạn không dồng được một cân thóc nào, hoàn toàn ăn ngô,
ăn ngô và ăn các cái màu khác chứ không có cấy được lúa như bây giờ. Thì tôi còn nhớ là có hai đơn vị là Hoàng Văn Thụ và Lê Lợi thì làm ở chỗ cầu số 2. Thế Hoàng Văn Thụ thì ở đây có bạn tiếp đây cũng là Hoàng Văn Thụ, và một số anh em vẫn còn nhân vật sống vẫn còn đấy. Ở cái dãy Chào Thái Nguyên mà hất vào bên tay trái có một dãy núi đá. Thế và cái dãy núi đá của chợ mới Bắc Cạn là tất cả trong những cái núi đá mà ta đi ở ngoài ta không thấy, như trong chứa có hàng nghìn tấn vũ khí, tức là cải tạo các hàng núi đá đấy, vũ khí từ biên giới đưa về thành Nhìn Hùng Vong làm nhiệm vụ là đưa vào và vận chuyển phục vụ cho quốc phòng. Thì thành Nhìn Hùng Vong lúc bấy giờ báo cáo các ông chí là quan trọng lắm, làm rất nhiều việc, thế còn đói rét khổ trở thì không có thể kể hết được, nhưng mà lại rất vui, tối nào cũng đốt lửa trại và vẫn nhảy múa. Báo cáo ông chí là sơ bộ vài mét ở cái vị trí này nữa. Thế chính thức là đơn vị thanh niên công an 312 là ở cái vị trí này mà bác đến thăm đúng ở cái vị trí này. Thế mà vị trí này thì cái khu rừng này là bác vào thì vào con đường quốc lộ này và xuống phái đoàn xuống thì xuống về phía này. Đấy là báo cáo các đồng chí như thế. Ông, các bác, các bá, thanh niên xung phong của Phúc, Thẩm Nguyên và tỉnh Bắc Cạn thì có bác Sơn, tôi lại một số cái gì. Hôm nay lên khu di tích là tu Gầm Tràng đến thăm cái khu di tích mà bác Hồ đã tặng cho thanh niên xung phong bốn thơ cách đây 64 năm. Đấy, thì hôm nay các bác tỉnh của tỉnh Vĩnh Phúc đến đây thăm khu di tích và đặc biệt là các bác là một nhân chứng mà kể lại những câu chuyện thì cháu cảm thấy là rất là xúc động. Đấy thì hôm nay thì rất vinh dự là khu di tích Cẩm Giàng là tu Cẩm Giàng đây là được đón tiếp các bác là hội cựu thanh niên xung phong của tỉnh Vĩnh Phúc là đến thăm di tích lịch sử là tu nơi đây và đặc biệt là có các bác mà là nhân chứng mà đã từng đến đây. Đây là một cái thật sự là rất là vinh dự. Có rất nhiều đoàn thanh niên xung phong đến đây nhưng mà để tìm một người mà đã gọi là nhân chứng mà đã từng đến đây là không có đâu. Miền Trung hoặc miền Nam chẳng hạn người ta là cũng là thanh niên xung phong nhưng mà các bác cũng không có. Nhưng không có thật. Nhưng hôm nay rất vinh dự là có hai bác cũng đã từng nhân chứng và đã từng ở đây. Ở địa điểm nơi đây mà đến đây vậy hôm nay cháu cũng không biết nói gì hơn. Chúng là thay mặt cho tuổi trẻ sáng hôm dạng thôi. Thật sự là cái địa điểm này là đoàn thanh niên đang quản lý vậy. Đấy thì tụi em rất cảm ơn và chúc tất cả các bác chú có một sức khỏe dồi dào. Và sẽ có gì vào đấy sẽ hẹn gặp lại các bác chú sẽ quay lại cái địa điểm mà bác đã tặng thơ cho các thế hệ của các bác chú. Mà đặc biệt là thanh niên cháu sẽ quyết tâm nói theo. Xin cảm ơn. Vâng. Hoa mai đầu núi líu lo chim hót trước nhà ai dốc rách mùa xuân về hối hả nọ ơi xuống chợ cùng ta. Ngày xuân miệng em cười áo em rực rỡ màu núi màu rừng cho lòng anh mê say nọ ơi gọi em bằng tiếng kèn sao em mải mê hát chẳng nghe kèn anh gọi nơi núi cao tiếng lòng anh gọi bạn ra.
sao em mải mê hát chẳng nghe tiếng kèn ơi. Bát rượu dưa chợ phiên anh muốn uống thật say để lòng với nỗi buồn nó ôm ơi. Hãy về cùng anh. Vang tiếng khen anh thương anh, theo anh về bàn. Thương anh, theo anh về bàn. Nọ cười trước khi chúng ta đang đi, tôi xin kính mời sớm có ý kiến với đoàn đi. Các bác, các cô hôm nay vinh dự cho bác cả nói chung, cho sự thanh niên sung phong của bác cả được đón tiếp các đồng chí từ tỉnh Vĩnh Phúc về thăm chiến thắng Bác Hồ. Các bác đến nhà nhưng mà coi như là mang cơm từ nhà đi, mang nước từ nhà đi để về Bắc Cạn ăn, để còn mời chúng tôi còn ăn cơm nữa thì là chúng tôi thấy rất là cảm động. Thì với tinh thần là thanh niên xung phong, thế thì Vĩnh Phúc cũng thế, Bắc Cạn cũng thế, chúng ta đang thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với thanh niên xung phong, thì bây giờ là cùng nhau để mà làm sao ấy là chúng ta sẽ thực hiện tốt cái chế độ chính sách của Đảng nhà nước. Rất là may được gặp các trước hết là chia với bác, sau là thăm tỉnh Bắc Cạn. Bắc Cạn là xin cảm ơn và chúc sức khỏe các bác, các đồng chí, mọi người mạnh khỏe và chúc chuyến đi chúng ta là thành công tốt đẹp. Và trước mắt là mời các cụ xơi cơm cho ngon miệng. Cảm ơn đó. Xin thưa tất cả các hai anh chị và các cháu, thế thì nói tóm lại như Sơn nói là hơi khiêm tốn, bởi vì chúng tôi anh là đón tiếp cả nước. Tôi nó là cái tỉnh nó giá thủ đô nhưng mà cũng chưa được tiếp nhiều anh ạ. Từ ngày có cái khu kiểm nghiệm này là anh tiếp cả nước, thế thì anh lấy điều kiện đâu mà anh tiếp 63 tỉnh thành vào đây, nên chúng tôi rất thông cảm. Thế thì thôi thay mặt cho đoàn nói riêng và hội thanh niên xung phong, cựu thanh niên nói riêng, trước hết là cảm ơn cá nhân đồng chí chủ tịch, sau có đồng chí trong thường trực của tỉnh hội và đến hội cựu thanh niên của các anh dành tình cảm không những cho anh em tôi mà cho các đoàn của địa phương đến. Thế cuối cùng ngày mai thì trước khi rất riêng là phải gặp anh rồi mới về, thế còn cái chương trình của chúng tôi mai là tôi về ATK, xong đó là luôn. Trước khi đi ATK thì mời anh với lại các bạn cứ đến thăm văn phòng quay, thế anh ở chỗ tỉnh đoàn thuận lợi quá rồi. Anh không vui được.